Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Hiện tại thì Huân đang trên con đường rất là quen thuộc đi lên trên nhà của em Sùng và em Cái. Thật sự là mấy ngày hôm nay thì đám cưới của bạn Hiệp, đâm ra là Huân cũng phải đi hộ và được một thời gian khá là dài không lên xóm các bác ạ. Hôm nọ thì nhà em Cái thì đang giang dở ấy, bây giờ vẫn đang phải chờ đợi là đường khô, chắc nắng một hai hôm nữa thì vật liệu mới tiếp tục vào được. Chắc thiếu khoảng tầm độ 400 gạch nữa thì là sẽ đủ để hoàn thiện xong cái nhà của em Cái cô đơn. Đấy. Xong còn chỗ nhà em Sùng thì hôm nay Huân cũng lên xem mà đường xá như thế nào để đi xin đường chỗ cái nương ngô các bác, để mà chuyển vật liệu vào cho nó dễ. Chứ còn không thì thực sự ra là cái lúc mà mua thì câu chuyện nó rất là bình thường các bác, nhưng mà khi mà dân người ta thấy là em Sùng được hỗ trợ, được ủng hộ ấy, thì lại đâm ra là có cái tính người ta hay gọi là ghen ăn tức ở ấy. Thì kiểu người không được người được ấy các bác. Rất là quan ngại về cái vấn đề đó là cái đường xá đi lại, bởi vì nếu mà không chở được bằng xe máy đi xuống thì mà người điệu thì cũng rất là vất vả luôn. Nhưng mà bây giờ đã được mua, đã lỡ ở đấy rồi thì nó cũng đã gần đường hơn so với cái chỗ cũ của nhà em Sùng, thì mọi cái nó cũng đỡ hơn được rất là nhiều, như nước nôi các thứ đấy các bác. Hôm nay thì có hai vị khách rất là đặc biệt cùng với cả A Huân đi lên trên xóm các bác ạ. Đấy các bác, hôm nay có hai người rất đặc biệt này. Xin chào các cô các bác. Hôm nay thì là hôm nay là đón hai vợ chồng đi lên xóm cùng với A Huân. Hôm nay thì anh em mình lên thăm A Sùng. A Sùng là cái hoàn cảnh mà ngày trước là anh đi đón ở trong Bình Dương ra ấy. Thanh niên bị lừa đi làm thuê ở trong đấy được hơn một năm mà người ta không trả tiền công ấy. Là đợt là nhờ Phử ấy, đợt Phử nó còn ở trong Bình Dương ấy, thì nhờ Phử đón nó ra mua lần đầu được tin máy bay đấy hôm nọ. Đấy, thì rất là khổ, vừa mua được đất thì đang chuẩn bị triển khai làm nhà, vừa đào nền nhà xong. Để thời gian vừa rồi mưa thì cũng chưa kịp đẩy vật liệu mọi cái vào ấy. Đấy, thì bây giờ anh em mình túc tắc trên đường thôi bác. Đường rất là dốc luôn, hai vợ chồng anh Thành thì đi xe ga lên. Đường này đúng xe chở vật liệu nó cũng không lên được, kìa bé. Bên chúng em cũng thế mà. Nhưng đoạn anh đi thấy nước nó cứ chảy ra đường. Đoạn đấy thì chắc ô tô sao lên được. Không lên được đâu. Bây giờ nắng, nó phải nắng khoảng tầm độ 2 hôm đi. Vâng, với cả ở trên này còn một đoạn đường đất nữa, đâm ra là phải nắng thì mới đi được, chứ không thì kiểu mình muốn làm nhanh lắm nhưng mà không thể nhanh được. Phải chờ đợi thời tiết. Bây giờ trong kia còn chỗ hai cháu nhỏ mồ côi ấy, đã đủ cái khoản ủng hộ làm nhà rồi, nhưng mà được 2 tháng nay rồi, coi như là xe là người ta cũng chịu, hoặc là cước vào trong đấy thì tính cho người ta mười mấy nghìn một viên gạch. Gạch ở tại huyện thì nó là 7.500, mà lên đến trên đấy người ta đòi mười mấy nghìn nhưng mà người ta không thể đi được. Bởi vì là đường nó mất 18 cây là chỉ nguyên đường đất xình lầy không. Đấy, thì phải nắng một tầm độ cỡ tháng 2 tháng thì mới đi được đường trên đấy. Dã man luôn. Thì bây giờ anh em mình túc tắc lên, hôm nay có cô Giang nữa đi cùng các bác ạ. Chào các bác. Đấy, mấy hôm thì toàn Giang đi thôi. Huân thì phải đi hộ đám cưới bạn Hiệp, đi đón dâu như đã ghi hình cho các bác cùng xem đấy. Lên cỗ, lên món các thứ nữa, đâm ra là bẵng đi một thời gian không đi được. Bên này thì nó nhiều đá hơn đúng không? Những cái điểm mà mọc cây như ở đây nhá, là thuộc gọi là rừng, không được động vào, không chăn thả, cũng không được chặt, chỉ nhặt củi thôi nhá. Những cái cành khô còn không được bẻ. Nếu để người ta biết được là người ta phạt đấy. Như những cánh rừng này là những cái rừng gọi là rất là lâu năm rồi nó mới lớn được như này. Chứ ở bên này thì cây cối khó lắm. Thế thì chăn dê chỉ có đi cắt cỏ mang về. Đúng rồi, đi cắt cỏ. Đấy nên bây dân trồng những cái loại cỏ này này. Đấy. Cho bò đúng không? Cái này vừa bò vừa dê. Cái cỏ này là cái cỏ nó cũng là một cái giống cỏ voi. Cái này nó đỡ ngứa hơn. Cỏ voi đấy. Anh em đi học cỏ voi đấy. Đấy, nhưng mà cái nó không có cái thân, nó không cứng này. Con này loại thân mềm. Trông như kiểu cây cao lương ấy. Ừ. Rồi đấy mà gần giống thật. Đấy, thì bên này chủ yếu là chỉ trồng cái loại này thôi chứ không trồng cái loại kia đâu. Hai bên đường đúng không? Hai bên đường thấy trồng cỏ là đấy, đồi núi đen này mà không thấy ai thả ra cầm ra xúc ra. Đúng rồi, đúng rồi. Bên mình thì cái cây này là chắc là tầm như kiểu đôi chọc thôi. Đây cái loại này cho nó phải mấy chục năm rồi nó mới được như này đấy, bởi vì cây ở bên này nó chậm lắm. Đấy, thế nên là đợt nọ là có một vụ cháy rừng, cháy nó không to đâu mà đi tù luôn. Bởi vì là rừng bên này rất là quý. Đấy. Bây giờ mà bảo như anh em mình mà không biết nhá, đi vào trong này nhá, chặt một hai cái cành này mà để mà thôn xóm người ta biết được ấy là tôi xong phim là bị phạt đấy. Chặt một hai cái cành bé này đó. Vâng. Thế nên là ở bên này nhá,
dân ấy, người ta nghèo ấy thì là người ta không có nhà ở bởi vì là không được chặt cây. Đấy thì là em cũng thế mà bây giờ cũng ít được chặt, làm gì được chặt đâu, bây giờ là rừng phòng hộ kìa. Mình, ra, miệng, bên kia có khi vẫn đỡ hơn. Nhưng mà bên này thì ở bên đường này cũng không được chặt rồi. Đúng rồi. Ở trên cao hẳn cơ. Bên mình là rừng cơ, còn đồi nào của nhà nào thì nhà đấy được chặt. Không, đây nó vẫn là giao cho từng hộ gia đình quản lý. À. Đấy, thì hộ đấy được nhặt củi. Ừ. Chứ không được chặt, chỉ được nhặt củi thôi. Ừ. Đó là như thế. Rừng phòng hộ coi rừng rừng già như là không được chặt. Còn nếu như kiểu đất nhánh, kiểu đất nhánh lở thì cũng vừa mới phát nương những cái cây gỗ thả bỏ đi. Sau đó thì để trồng quế để mà làm kinh tế cho nó cao hơn. Chứ cứ để mấy cây gỗ tạp đấy xong mình bán đi thì gỗ tạp nó không có giá trị. Nó phải được quy hoạch đấy, ở bên này ấy. Tức nghĩa là khu nào mà mình được phép khai thác thì mới được. Nhưng mà gần như là đa số là không được bởi vì là ở trên này nước nó không có. Thế nên là bây giờ đang phải giữ rừng. Đấy, đi lên trên nhà A Sùng xem, hoặc là khô không, không có một cái gì luôn. Chuối không ấy, ít lắm. Thì có gia đình nào trồng thì một vài cây thôi. Có anh em mình lên đường đã nhỉ? Đấy các bác, anh em Huân vừa mới đưa em Cói với cả anh Thành đi xuống dưới nhà của A Sùng. Lên xong bây giờ anh em đang di chuyển vào trong nhà của em Cấy Cô Đơn. Cấy lại quên cái gì rồi? Đã. Quên cái gì rồi? Quên rồi. Ờ. Em Cấy xin chào các bác ạ. Xin chào các bác. Cói thấy ở trên này như nào? Có thấy vất vả hơn ở chỗ em không? Tại vì lần đầu tiên em lên đây thì em thấy cái khu Quang Bình này với lại Bắc Quang thì nó bằng phẳng, nó bằng phẳng và nó có cái địa hình thế đất nó cũng màu mỡ hơn. Nhưng khi mình đi lên trên chỗ khu Yên Minh cái cây thông Cô Đơn này, không phải cây thông, cây Cô Đơn này, cây Cô Đơn nhiều đá này, với lại Đồng Văn này, Mèo Vạc này cũng nhiều đá và khu này cũng thế. Em nghĩ là bên này thì chắc là so với cái huyện Bát Sát của chúng em thôi. So với huyện Bát Sát của chúng em thì có thể là nó sẽ khó hơn một tí. Vì ở bên này nó đá xong rồi cây cối nó cũng ít ấy. Đúng rồi. Thế là như thế. Còn rất là vất luôn. Bên huyện Mường Khương thì em thấy là khu nhà bố con Ánh Sáng ấy nó cũng chắc na ná nhau. Rồi, cái này em không so sánh được. Em cảm thấy nói chung là mỗi nơi là có một cái khổ riêng, một cái vất vả riêng thôi. Bên Ánh Sáng cũng thiếu nước nhá. Còn những cây ven như này thì người ta cũng treo biển lại. Đây là cái rừng ấy. À. Cấm chặt phá. Là cũng cấm đúng không? Cái đấy nó cũng khô. Bên đấy bà con cũng ăn ngô chủ yếu. Hôm nay thì người ta đi làm thuê người ta mới bắt đầu là biết ăn gạo. Ở đây là chuyên ngô rồi. Nói chung là kể cả đội thợ xây nhá, người ta cũng chỉ có ăn mén mén thôi. Người ta không muốn ăn cơm bởi vì là ăn nó đói nhanh, người ta ăn không quen ấy. Vất lắm. Ăn ngô còn no hơn cả cơm á. Ú, ăn mén mén thì người ta ăn được khoảng 3 bát thôi là no hơn ăn cơm chứ. 3 bát thôi, uống thêm nước nữa. Xong nó nở ra đúng không? Nở. Úi. Đấy, mưa này, các bác này, đường chưa đi, chưa thể đi xe máy này. Nói chung là đi thì đi được thôi nhưng mà rất là khó. Thì ngay cái đoạn đường bê tông ở phía đằng kia này ấy, thì có một đoạn đường đất đấy, xe nó vẫn chưa vào được để thêm vật liệu vào thì đang giang dở mất cái chỗ này. Đúng rồi, chỉ có xe in thôi. Nhưng mà bây giờ là đợi đường khô xong mà vật liệu nó vào luôn thì nó đổ ngay dưới chân nhà ấy thì là nó dễ, chứ còn bây giờ mà lại chuyển bằng xe máy nữa thì quá là vất vả luôn. Mà em Cấy thì là như em Cói với cả là anh Thành thì chưa biết, em Cấy thì là một hoàn cảnh rất là khổ luôn. Em ấy thì mồ côi từ nhỏ, thế xong là vợ lại bỏ đi ấy, nghèo quá vợ bỏ đi lúc con mới được có 6 tháng thôi. Rất là vất luôn, một mình gà trống nuôi con cho đến bây giờ khi mà anh em vào hỗ trợ được hơn tháng nay rồi. Thì từ ngày đầu tiên đến khi được các bác hỗ trợ giúp đỡ thì bây giờ mới thành hình cái ngôi nhà đấy. Cố gắng là khoảng tầm độ một vài tuần nữa là cố cho nó xong cái căn nhà đi, thì hai bố con có cái mà ở đấy, kiên cố chắc chắn. Chứ ngày trước là ở một cái túp lều bạt trông rất là đáng thương luôn. Còn cái đường này đi xe máy thì vẫn vào được nhưng mà khả năng là đi bộ nhanh hơn chứ người đi xe máy. Đúng rồi, phải đi bộ nhanh hơn. Đấy, đi lên bản là như em Cói anh Thành này là chơi cái đôi hàng hiệu 36 lỗ. Đây, đây anh Thành nhìn này, toàn đá này. Anh thấy có căng không? Cái này đá nhiều thế này, nhiều hơn cái miền Trung ấy, đá thì chết
bên này đập vào mắt được cái đẹp đá lại đấy. Đấy mọi người cứ bảo là đẹp không mài ăn được, rất là đẹp, những cái đỉnh núi cao chót vót này, thiên nhiên hùng vĩ, nhưng ngoài cái mặt đấy thì đẹp mài ăn của mọi người đây rất là vất vả và khó khăn. Anh ơi, giờ nếu mà ô tô vào thì không vào được. Ồ đây này, chỗ này bị sạt này các bác này. Chỗ này bị sạt về, thế thì có khi là phải thay đổi phương án ấy cái ạ. Thế bên kia nữa đúng không? Thế thì chắc là thôi cố gắng là lại chở bằng xe máy thôi, nhờ anh em đến thôi. Chứ không tầm này là không ổn được đâu. Đấy. Như hôm nọ thì các bác cũng nói, cũng có bình luận góp ý với cả Huân ở trên kênh. Đó là cái ngôi nhà của em Cấy ấy, thì đến đâu rồi. Thì đây thưa các bác, các bác thử đếm xem chúng ta được bao nhiêu hàng gạch rồi ạ. Đó. Cho đến bây giờ thì nói chung là hòm hòm rồi, bây giờ chỉ cần gạch vào nữa thôi là ok thôi. Đấy. Cây làm giáo làm giếc tất cả mọi cái là đã đầy đủ hết rồi nhá các bác nhá. Đấy. Đi này rất là khó này các bác này. Đấy. Bố mẹ từ bé à? Bố mẹ thì có anh trai có nhìn thấy. Có anh trai có chị thì có nhìn thấy và cái thì không biết bố mẹ nữa. À không biết bố mẹ là ai à? Thế vậy ở cùng ai? Ở với anh trai, anh trai ở với chị dâu. Wow, rất là khổ. Thấy em khổ quá vợ bỏ đi à? Cái này thì thật ra khi mà đi thì em cũng có hỏi vợ rất nhiều, thì vợ cũng bảo là khi mà vợ sống với em một thời gian thì cảm giác không mơ ở nữa, kiểu lúc đấy trước nghĩ là nghèo con nên đi thôi. Cho nên là con khó khỉnh. Lúc đấy là con mới được có 6 tháng thôi mà. Bây giờ hơn tuổi rồi. Hơn tuổi rồi. Sau này nuôi con lớn thì cũng được bảo con lấy chồng sớm nhá cái nhá. Bằng cái bún mà. Ừ. Ôi chồng đáng yêu xinh xắn này mà. Này. Người mẹ lỡ bỏ con đi nhỉ. Nói chung là khổ lắm. Ở đây thì bệnh nhiều nên con nữa gầy nhỏ. Chìm béo lên. Cái này cũng cho ăn con đủ chất mà béo. Chắc nước không chở được nhiều đây. Cả nước mưa đây. Đầy nhưng mà hướng là nước mưa ở đây kéo vòi mấy nghe ra hộ sao là. Nó đã bịt lại chưa? Không, nó bịt lại rồi đúng không? Bịt rồi. Cái nước này chỉ là gọi là nước xây được nha các bác nhá. Đây các bác nhìn xem ạ. Đây anh em thợ mà miết những cái mối gạch này, Huân cảm thấy cũng khá là ổn. Một điều nữa là cũng chia sẻ với các bác ấy, đấy là tại sao Huân lại không mở cửa từ bên đằng gian nhà chính sang đây. Đấy là do là mấy nữa là nhà em Cấy thì sẽ làm trần, chứ không sẽ có một cái cửa khoét từ bên phòng khách sang rồi. Thì bây giờ bắt buộc là ở bên này có cái bếp củi này. Đấy, phải sử dụng bếp củi nữa. Thì đâm ra là sẽ không thể mở cửa vào đấy được. Đấy, mở cửa nó sẽ ảnh hưởng đến cái tôn ở bên trong đấy nhá các bác nhá. Đấy, với cả mấy nữa là Huân cũng tính là làm trần nữa. Còn là bên này là bên phòng tắm, phòng vệ sinh, rất là rộng rãi luôn, thoải mái các bác. Đấy, bồn mình sẽ đặt ở phía này. Đấy, ngồi ra đây, xong rồi là ở đây thì làm cái vòi nước các thứ ấy. Tuy nhiên là nước không có thì cũng hơi bị khó, hơi bị khổ các bác. Mấy nữa là cái tét nước thì Huân sẽ đặt ở bên trên này. Đấy. Còn đây anh em thợ làm rất là tỉ mỉ, rất là chu đáo luôn các bác nhìn xem này. Đấy, anh em luôn luôn là căng dây đi theo đường thẳng hết. Thì bây giờ là cái phòng vệ sinh này thì con sẽ để hai cái lỗ thoáng này. Đấy, cái bể phốt là sẽ đào phía bên ngoài mặt tường này nha các bác nhé, không ảnh hưởng đến cái kết cấu của căn nhà. Nhà này thì xây bằng móng gạch, không phải xây bằng móng đá, bởi vì là không thể đi mót đá được các bác, nương của người ta, mình không thể đi mót đá được. Còn bên này là khu vực cửa sổ này, cửa sổ mình nữa là bàn bếp ấy, cái bàn bếp ga thì mình sẽ đặt ở đây luôn. Thì tuy nhiên là các bác cũng biết đấy, bà con ở trên vùng cao này, nếu như em Cấy có thể đi làm với A Huân lâu dài thì mọi cái vấn đề về kinh tế có thể giải quyết được một phần nào đấy, thì sẽ có tiền để mà mua ga ghi các thứ, chứ còn nếu mà không thì sẽ không có được các bác ạ. Anh em mình ra xem lại cái đoạn đường tí các bác ạ. Không à, tình hình này thì em Huân thấy sạt rất là nhiều luôn, tại vì mấy hôm vừa rồi là mưa liên tục. Cái lượng nước quá nhiều luôn, đâm ra là nó bây giờ là nó sạt hết sạch luôn xuống. Không phải là nguyên cái đất mà hôm nọ đổ ra đây đâu các bác, ở đoạn kia cũng sạt. Những cái gốc cây này nó dễ nó cắm sâu đấy mà vẫn đấy. Bây giờ thì chở bằng xe máy cũng khó, mà bây giờ mà cào cái chỗ đất này đi thì cái này, cái chỗ đất này bây giờ như nào được.
Bây giờ hiện tại cái này thì hôm qua thì hai bố con có đi hỏi ông chủ đất ông đấy rồi. Ông ấy cũng bảo là hiện tại ngô thì còn bé thì bây giờ không hất ra đấy được. Với lại cỏ này thì nếu mà phải để lớn ấy, không là bây giờ cao xuống thì hỏng hết ngô hết cỏ người ta nhỉ. Thế là họ không thấy, họ bảo là nếu mà muốn cao xuống thì phải khi mà thu ngô đấy rồi thì lúc đấy cho cao xuống. Thế thì đợi đến bao giờ mới được xong cái nhà đấy, rất là khó các bác. Bên này cũng sạt đống to lắm này. Đây cào không biết bao nhiêu hôm mới xong luôn các bác ạ. Mình cấy thì chắc là bây giờ còn con nhỏ nữa. Thì mấy hôm nay thì trời mưa thì bà con cũng đang ở giai đoạn vun ngô với cả làm một công việc trong nhà như trồng cỏ cái thứ mưa ấy các bác. Đấy. Thế bây giờ mà nhờ người ta thì có liệu có nhờ được không hả cái? Cái này thì hiện tại cũng rất là khó, bởi vì em vào đây là cũng vào được một thời gian nữa, cho nên là họ cũng giúp em nhiều lắm. Nói chung là nếu mà có gọi thì cũng sẽ có hai người đấy giúp thôi, nhưng mà ít người thôi. Cái này không biết làm đến bao giờ, nên có khi là bây giờ là thay đổi phương án thôi, chứ bây giờ mà cào này không được thì chịu. Bây giờ chả lẽ lại đẩy xe rùa ra tận cái chỗ nào để đổ thì không thể đẩy được, rất là xa luôn. Mà bên kia cũng có nữa đúng không? Bên kia có này. Bên kia đấy. Mà hôm nọ ông kia xuống là ông đã bị hỏng cầu ở đây một lần rồi, tại vì cái đoạn bên kia nó trơn ấy, thì chắc chắn là như này thì ông sẽ không vào đâu. Thì có khi là anh em mình sẽ đổ ở bên kia, xong mà nếu mà không nhờ được người nữa thì phương án cuối cùng là phải thuê người để chở vào. Bởi vì bây giờ là còn khoảng tầm 400 gạch nữa với cả là cát chát. Nhưng mà thực sự là cái cát chát nó đã đắt rồi nhá. Bây giờ còn thêm cước, thêm công người thì thực sự là cái giá nó sẽ lên rất là cao luôn. Có bên kia cát chát là khối khoảng bao tiền? Đây là cát chát á. Tại bãi của nó thì gần 200.000. Ui giời. Nếu còn lên giá một tí ở đấy. Rẻ đấy. 55 chưa có 150 thôi. Bên kia chúng em có sông Hồng. Đúng rồi, bên kia có sông. Hiện tại ở bên này là cát chát là nếu như vào đến điểm này thì nó rơi vào tầm 950 một khối thôi. 950 một khối. Thế á? Cát chát. Và anh thì lên đến công trình thì xa gần thôi. Chỗ xa thì nhất thì chắc chỉ tầm 300. Thế chỗ gần thì hơn 200. Dã man luôn. Ôi giời ơi. 900.000 một xe. Còn này lại khổ rồi. Một xe hay một khối hả anh? Một khối. Một khối cát chát 900.000. 950 nếu mà lên đến tầm này. Nọ là lên là cái bột đá xây kia đã là thành 500 rồi. Vậy thông thường vất độ khoảng ví dụ như là một xe là 3,5 khối. Chứ xe này đường to không, người ta không đi được. Mà bắt buộc vào đây là phải xe 2 cầu. Đấy, nên là cái cước nó mới đắt. Mỗi lần là vào được có 3 khối à? 3,5 khối. Về em cứ tính này hết 6 khối đi. 6 nhân với lại 900 tiền ca chát riêng thôi đã 5.400.000. Còn chưa tính cái cước chở. Đấy. Đấy là ôi rồi. Thật là vất vả. Thì chúng em cũng nói đấy là khi mà mọi người thì cái miếng ăn của mọi người là kiếm sống ăn qua ngày thì mình có thể là ăn được. Đâu lâu là đói 2 hôm kiếm được không sao, nhưng mà đến khi mà lúc mà để làm một cái ngôi nhà ấy thì sẽ phải có một cái cục tiền to lớn thì bà con là không có, mà nhất là những cái hoàn cảnh khó khăn, không chỉ riêng kênh của anh Huân mà cả kênh Tinh Nguyện của em cũng thế. Rất là nhiều kênh có, đang hỗ trợ. Ngay cả nhà em là bố mẹ ở đây cũng có đất đồi canh tác các thứ, cũng đi làm đấy, nhưng mà đến bây giờ cũng làm gì đã có nhà xây đâu. Bây giờ bố mẹ đã 40 mấy tuổi rồi. Đúng rồi. Mình cũng hiểu. Thật sự mà cái vất vả thì ở đâu đâu cũng có thôi. Thì thôi bây giờ chắc là anh em mình sẽ thay đổi phương án nhá. Tìm người và thuê người để cùng mình chở thôi. Chứ còn thật ra là bây giờ là nhờ hàng xóm, nhờ nhiều quá thì cũng khó lắm. Bởi vì là cái là từ xóm khác sang ở đây. Chứ không phải là đất ở đây, đất ở đây cũng là đất mua đấy. Chứ không phải là đất của em cái đâu. Đấy. Khoản đây mình nhận hàng xóm mình chắc cũng phải nấu cơm cho ăn chứ. Cơm ăn phải có rượu. Và rượu phải mua cho họ. Đấy. Nhưng mà hiện tại thì em nghĩ thì nhờ cũng không được. Để hai bố con là người ta không ra hộ rồi, nhưng mà em có ở con ấy, nhiều lúc không mình trả công, không nấu cơm kia các thứ ổn được. Xóm
không ra giúp nữa, để họ giúp thì mình cũng không trả không được cho họ thì lúc đấy họ cứ đúng rồi nói nhiều không ra thì... thế thì thôi. Thế thì thôi, mình cố gắng vậy. Cái này là đều phải chia sẻ thực tế lên nhé các bác nhé. Để cho các bác có thể hiểu được cái tình trạng hiện tại, chứ không phải là anh em muốn chậm tiến độ hay là như nào đâu ạ. Đấy, thì lúc nào cũng mong muốn là cái gì cái nó sẽ nhanh, và để cho các cái hoàn cảnh khó khăn ấy sẽ có nhà ở kiên cố và lo cho cái công việc của mình. Tuy nhiên là như thế này thì anh em thay đổi phương án thì chắc là nó sẽ lại bị chậm lại khoảng một vài ngày nữa. Đấy, biết không ủng hộ rồi. Thế mưa nhiều mà. À đây, em có bóc cho Tùng. Hai tuần. Mà bây giờ tính ra là cứ mấy mà cứ mưa, tiếp tục mưa như này thì không biết bao giờ mới xong được. Bởi vì mình nữa là mái miếc các thứ là còn kéo sắt kéo xiếc vào nữa, là còn nếu như mà thuê thì thực sự là chi phí nó quá lớn đi. Đấy, nên là làm một cái ngôi nhà ở trên vùng cao khó lắm các bác ạ. Thật sự luôn, nếu như mà bản thân các bác có thể đến thực tế được thì sẽ hiểu được phần nào đấy. Hôm nay là lên đây là mình cũng thực tế mình thấy đấy. Thiên tai như này thì khó tránh khỏi. Mày là cũng bó tay .com.vn luôn. Đi làm này, anh cũng mong muốn là mình tiết kiệm chi phí, và là tiêu chí vừa đẹp vừa rẻ vừa chất lượng. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ lại không phát ra như thế này được. Đấy, thế bây giờ mới khổ này. Bây giờ đẩy đi cũng không xong. Sao đây bà con nói á? Đi lại như này á? Là do bây giờ mình như này à? Vâng, không phải là do em đổ đất như này cho là sạt lở nhiều này. Đây nó bật cả cái nó bật cả cái gốc cây ra như thế này cơ mà, chứ có phải là đất của mình nó ảnh hưởng đâu. Ngày trước đổ có đổ được bao nhiêu đâu chỗ này ấy. Cứ bảo bà con thông cảm thôi, sau này thì em sẽ khắc phục em cào. Sau này là ngô lớn thì mới cào được thôi tầm này. Nói với bà con là nếu mà hiện tại thì họ cũng chưa cho cào xuống dưới đấy thì sẽ đợi khi nào nắng cũng như là làm nhà hoàn thiện xong nhà thì lúc đấy hai bố con rảnh, hai bố con làm sao. Nào em rảnh em cầm một cuốc xẻng em cào chỗ này này. Cào bớt bớt đi đã, để cho đi cho nó dễ đã. Được rồi, xe đi đỡ trơn đi nhá. Bà con dễ đi lại. Quá vất luôn, từ nước nôi các thứ. Ở đây có rất nhiều đá nhá, nhưng mà đặc biệt là có thể anh Thành với em có chưa biết là cái đá đen này không dùng được trong xây dựng, chỉ có cái đá xanh thôi. Thì... đá vẫn là đá tai mèo à? Đây đá tai mèo, đá đen đấy. Đá đen là bùn này, đi trời mưa chắc không dám gì qua đây đâu. Thì xuống là chết đấy. Chỉ có cái đá xanh ấy thì mới có thể là sử dụng trong xây dựng được. Vậy nên tại sao là có rất nhiều đá nhưng mà các bác thắc mắc là tại sao không xây móng đá cho nó chắc? Thì đây bắt buộc phải sử dụng gạch, bởi vì là kể cả có đá như ở những cái nương nương ở bên dưới này này, không phải nương của mình, cũng không được đi nhặt đá của người ta. Mặc dù là mình nhặt đá là coi như là mình cải tạo đất hộ người ta đấy, nhưng mà người ta không cho. Đấy. Đấy nó mới là vấn đề. Bây giờ là đã khó khăn trồng chất, khó khăn là vậy. Cái bấy sùng đã thấy đá chỗ đoạn này lăn bao giờ chưa? Bên kia đúng không? Bên kia. Bên vách vách kia kìa. Ở trong kia cũng có nhiều lần mình thấy. Nếu trên này mưa gió thì chắc em chắc không ra ngoài đi đường đâu nhỉ? Không sợ đá lăn lắm. Đi làm ấy. Đi qua thì lúc thấy con như là mình không còn ở trong cái làm này. Mình là về từ xa về đây. À, em từ xa đấy nhỉ? Rất là khổ luôn này, mấy cái đội nhóc này đi học cũng vất. Đấy là đợt này là cái con đường này là mới mở cách đây một thời gian chứ, thì mới tìm ra cái chỗ này gọi là đất mặt tiền cho cái đấy. Nhưng mà nói chung là vẫn khó khăn lắm. Ở trong xóm trong làng này có nhiều cái mình không thể là lường được. Đấy, ví dụ như là đất đá lở này thì cũng no chipo chịu rồi. Con bé nó cõng cái gì đây? Cõng bù ngô gì đấy. Cõng một ngô à? Đây đi nghiền một ngô ấy anh ạ. À đi nghiền một ngô à? Đấy. Rồi nghiền một cao thì ai cũng đền vậy à? Thì bé đã từng làm thế. Đấy thì hôm nay đến thì cũng chưa có nói với cái. Đây là hai anh chị từ bên Lào Cai sang, cũng làm một trong những kênh YouTube làm thiện nguyện hỗ trợ bà con ở trên vùng cao những hoàn cảnh còn khó khăn. Thì cũng chưa nói chi tiết cho em với cả anh Thành biết là em cái này hoàn cảnh là mồ côi từ nhỏ, thì sống với anh trai thì hơn nhiều tuổi ấy, thì anh trai nuôi đi học tính học lúc đấy là được mấy lớp thì xong rồi là lấy vợ ấy. Thì lúc đầu là ở chung với anh trai thì cứ nghĩ là cái có nhà, thì lúc sau ấy là
anh trai có con cái các thứ, có vợ nữa. Cái nhà của anh trai cũng rất là nhỏ, thì em mới ra làm một dựng, gọi là dựng mấy cái cột ra, lấy cái bàn phân quây để coi như là sống tạm bợ ở trong đấy. Đấy thì anh trai thì bây giờ là hiện tại là đang đi làm ở tận dưới phố rồi, chứ không ở trên này nữa, thì có chị dâu ở thôi, chứ chả lẽ này em chú lại ở cùng chị dâu cùng một nhà. Đấy, nó rất là khó, nó hơi bất tiện nhỉ. Đấy thì vợ thì đến được 6 con được 6 tháng 6 tháng tuổi là vợ đã bỏ đi rồi. Đấy, lúc đấy nhìn hai bố con rất là khổ luôn. Mà cái lúc mà mấy anh em đến thăm con giật mình là không nghĩ là sẽ có mình gặp được những hoàn cảnh nó eo le, nó khó khăn đến như thế. Anh Liên sinh năm 98-99 đấy, mà em bây giờ phải làm cả bố cả mẹ, rất là khổ luôn. Có thanh niên này là một trong những thanh niên đi xuống Bắc Ninh tìm vợ, và có cái clip mà có ai đăng lên trên TikTok ấy. Đấy, là đi xuống tại Bắc Ninh tìm vợ nhưng mà không tìm được, thì không có tiền để ôm con đi mà. Đấy. À, cái đợt là anh cũng lướt qua Face, đúng rồi. Xong rồi có em còn được các bác các cô là còn cho tiền đúng không, cho đồ ăn đúng không? Được chú Huy ở dưới Bắc Ninh, ở Từ Sơn Bắc Ninh là chú ấy gọi là cho tiền này, cho ăn uống các thứ, xong là cho tiền xe đi về. Đấy thì mới về được đến nhà. Đấy, thì rất là khổ luôn. Anh trai thì cũng đi làm, cũng phải bản thân cũng phải nuôi gia đình các thứ ấy. Đấy, nhưng mà thực sự là cái là một trong những hoàn cảnh khổ nhất ở trên kênh của anh đến thời điểm hiện tại. Đấy, đi sau cụ mình thôi. Cụ mình thì là do con cái thì không nói, còn đây là hoàn cảnh quá khó khăn, đất đai không có mà. Kể cả anh trai ấy cũng là đi làm tích góp để mua được một cái mảnh đất để làm được một cái túp lều, y như cái lều tranh mà lúc nãy anh em mình đi qua cái nhà đầu tiên ấy, mà anh em vào ấy. Đấy là chỉ vỏn vẹn là được như thế thôi. Đấy, rất là vất, rất là khổ. Chỉ mong sao là sau khi mà xong nhà rồi vẫn như cái dự định là anh bảo là cho cả sùng này, anh cái này, để một số anh em nữa đi làm cái kênh hướng rừng ấy, để anh em đi khai thác các thứ, thì hai bố con có kinh tế để mà duy trì cuộc sống thôi. Chứ còn bây giờ cũng không cầu mong cái điều gì quá nhiều, quá lớn nữa đâu. Đừng có nhà ở này, xong rồi chăm sóc con cái cho ăn học đàng hoàng, sau này xong rồi có đồng tiền ra, đồng tiền vào đủ chi tiêu thôi, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Em ngồi với đây cho nên thế anh đây, em ngồi đây nhé. Thông thường là trẻ con là vào chứ nào, nó chưa lớn, nó còn sơ sinh như này thì đa phần là người mẹ nó sẽ phải chăm sóc nhiều hơn. Đấy, đấy mà 6 tháng nhá, làm gì đã đến tuổi khai sữa đâu. Thế nên là phải đi xin sữa hàng xóm. Là đấy là có cái đứa, một đứa ở đây ấy, là chồng nó mất ấy, thì cũng đang có con, thì cái đứa đấy nó lại cho bú nhờ. Đấy, chứ còn không nói cũng được bậc nào như này đâu. Dạ nó có nó nhiều ấy. Vừa làm bố vừa làm mẹ mà bây giờ đấy, mấy anh em đều phải gần như là túc trực ở đây hết khi mà công trình vào ấy, bởi vì là bản thân cái cũng không thể lo được việc này việc kia nữa rồi. Đấy, chỉ có mỗi đứa con thôi là đã đủ khổ rồi, đã đủ vất vả rồi, không thể làm được thêm cái này cái kia nữa rồi. Thực ra em cũng làm mẹ em biết mà, khi mà con nó khóc thì mình có cái tí thì cho nó bú sữa ngậm tí thì nó còn nín luôn được nhá. Nhưng mà đây là làm gì có đâu, đây bố thì nó khó lắm. Trẻ con bây giờ nó cũng thời bé bé nhí là nó gần mẹ nhiều hơn ý. Đây thiếu tình thương của mẹ thì khổ quá nhỉ. Bây giờ là còn các bác được 2 tháng này là các bác gửi sữa cho ấy. Thì là nhìn nó còn thịt thà, nó còn đầy đặn hơn. Nhưng ngày trước nó còn còi không có sữa. Cái thì cũng có đi làm được ở đâu đâu. Khi mà có con này thì cũng chẳng ai nhận cả. Em có ở bên kia không biết là có cái việc là đi cắt cỏ thuê. Bên em thì hay đi đào thuê. Không, bên em là người ta hay thả trâu, thả bò. Đấy, thì bên này là đi cắt cỏ bò thuê thì làm một buổi sáng đi cắt, tới buổi chiều đi cắt thì có thể là mỗi nhà người ta trả cho 50, đấy, 50, 70 gì đấy. Chứ còn bảo cao không có đâu, mà đi lấy là toàn phải vác to hết chứ không phải là cái loại vác me bé bé đâu nhá. Đấy, nghĩa là những hộ gia đình nào người ta có tầm chục con bò là người ta mới thuê. Bên chúng em thì những cái công việc làm thuê là đi bốc gỗ này. Bốc gỗ là người ta không đi làm. Không
nói chung bên đấy người ta cũng thấy ít, bây giờ kinh tế nó khó khăn ấy, hay bóc bến, lấy đi bóc bến ngày trương rộ lên bến là có hàng người ta sẽ bóc. Chẳng được, được lên đấy. Người ta hay đi bóc bến ấy thì còn có, bây giờ thì thu nhập nó cũng khó lắm. Cái công việc trước mắt kiếm tiền được luôn. Chứ còn nhiều canh thì chắc cũng không có vấn đề, mình không học được nhiều ấy. Nên đi làm ở các thứ là cũng khó. Nói chung là nói được tiếng phổ thông là tốt lắm rồi. Con nhỏ này thì cũng không thể nào mà công con làm công ty được, công ty người ta không cho làm như thế. Thế em cho nó cầm một cái này. Khổ lắm này, những lúc như này. Vất vả lắm chứ, nhiều khi là anh em bà con đến hộ hôm đào nền ấy mà mình không thể nấu cơm được cho người ta ăn. Rồi đấy là cũng may là có bà cụ 82 tuổi, bà đến phụ nấu cơm. 82 tuổi rồi. 82 tuổi. Thì cũng được nhận một số phần quà của các bác gửi qua kênh của anh. Bà cũng rất là đáng thương luôn. Không ở với các con nhưng được ở với cháu. Một cái nhà thật sự rất là yên bình. Thôi thì anh cấy và anh chúng ơi, nay chúng em lên đây thì cái này là tôi củi ít lòng nhiều của vợ chồng em. Em gửi cái này là cho con nhá, cho con mua sữa nhá, anh cầm lấy. Đây cái này là cầm đi nhá. Đây, anh cấy cầm đấy, mua sữa cho con em. Thì em thấy thương quá, em cũng là mẹ em biết nhỉ, khổ quá. Nhá, đây một chút tấm lòng của chúng em cũng không có nhiều. Thôi thì tôi động viên cho hai gia đình vậy, nay con dẫn lên đấy. Thương quá. Con chúc anh chị là được thành công trong cuộc sống, bây giờ thành công trong công việc của mình. Nó quấy lắm, khi là anh viện tiếp để nó tạo ra thì anh chị mấy ngày nay là đi ra thời tiết hôm nay thì rất là nóng các bác ạ, cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng em Cói đã ghé thăm nhà của em Sùng cũng như nhà của em Cấy. Thì thời gian tới nếu mà hai vợ chồng mà rảnh thì Tân ra thì sang thăm các em. Rất là cảm ơn món quà của em Cói gửi đến cho hai hoàn cảnh ở trên kênh của anh. Em thì cũng cảm ơn chị. Không có gì đâu, một chút thôi. Mình bị 200 nghìn để mua xuyên cho con thì cũng cảm ơn chị rất nhiều. Đấy thì mấy nữa có khi là thời gian nào rảnh rảnh thì anh sẽ dẫn hai thanh niên đi sang bên đấy. Dẫn Cấy này, dẫn cả Sùng sang thăm nhà Cói, anh cũng tiện sang thăm Cói luôn. Đấy, bởi vì là thực sự là anh em biết nhau từ rất là lâu rồi, nhưng mà công việc mọi cái cũng như là ngày trước là con nhỏ ở nhà nữa, đâm ra là cũng không đi đâu được nhiều ấy. Đấy, thì thôi chắc là anh em mình cũng rút quân nhỉ, đi về. Đấy, còn quãng đường còn rất là xa, hai vợ chồng em Cói thì chiều nay còn đi xuống dưới Hà Giang lại gặp team của đội anh Nguyễn Tất Thắng nữa. Rất thì... là nhiệt tình là giữ lại chúng em ở đây, phải lên đây, phải ở đây chơi một hai hôm, sao còn ăn cá thân à. Ăn cá thân. Anh bảo là đến đây là phải như thế. Đấy, thì rất là cảm ơn nhé, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Cảm ghé thăm. Cái trải nghiệm lên đây. Cảm ơn hai vợ chồng em. Rất là nhiệt tình rồi mọi người. Với mọi người, em của em cũng ai cũng nhiệt tình nữa. Với bà con trên này cũng nhiệt tình, quý mến. Đấy, thì nói chung là làm thiện nguyện này thì anh em mình cũng gọi là càng đi nhiều, anh em mình học hỏi đều càng nhiều ấy. Nhưng bản thân em cũng ngày trước cũng rất là hay đi gặp các kênh khác để mình giao lưu học hỏi đấy. Mình đi để mình biết được những cái mà anh em làm đã làm tốt rồi để mình học hỏi thêm. Thì thực ra những chuyến đi thế nên là người ta mới hay nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà. Đấy, thì tất cả công việc thì triển khai như vậy cũng chia sẻ trên video để các bác cùng nắm được ấy. Thì có thể là nắng như thế này thì vật liệu khoảng 1-2 hôm nữa vào được thì anh em sẽ tiến hành là sẽ chở bằng xe máy vào các bác nhé. Mọi sự góp ý rất là mong các bác sẽ bình luận ở bên fanpage cũng như là ở bên comment của bên YouTube này. Thì ở bên fanpage thì em muốn có thể vào để chia sẻ cũng như là nhắn tin trò chuyện cùng với các bác được luôn. Và hai số điện thoại hotline thường lệ của Ahuân TV về công việc đó là 0382666822. Các bác mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0585232323. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những số tiếp theo trên kênh Ahuân TV. Xin chào. Xin chào các bác.
em ơi. Còn nữa, còn nữa. Ui dồi, còn nhiều thế cơ á. Vâng. Tụi này chắc phải được mấy lít. Anh đoán tôi phải được tầm khoảng 15 lít đấy. Sợ không hết đấy nhỉ. Bởi vì tổ đợt trước là mình đoán được 10 lít nhưng mà vẫn hơn 10 lít một tí. Đây các bác ạ, đây là những cái lít mật, những cái sản phẩm của em Cấy và em Quyền đã đi khai thác ở trên rừng già về. Và một cái sản phẩm đầu tay của em Cấy và em Quyền.